Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì trong cái video ngày hôm nay, anh em mình sẽ cùng đến với một cái chiêu vô mà nó đòi hỏi cảm giác của tất cả các bạn tí xíu, nhưng mà nó vẫn có một cái hiệu ứng rất là cao, đó là hút 1.0. Thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Đại khái là tất cả các bạn sẽ thấy nó có một cái phần dây nó đánh vô cái ngón tay của tất cả các bạn á. Đó, thì đây là hút 1.0. Thì cái trick này cũng là một trong những cái trick mà rất là phổ biến, và tất cả các bạn có thể biến thể cái trick này ra thành nhiều trick khác nhau nữa. Rồi, đầu tiên thì đây là trick này, thì các bạn tập đánh vòng dây nha các bạn. Thì nó sẽ kiểu như thế này nè. Thì các bạn xem nè, đó. Các bạn đánh sao cho nó ra giống như kiểu một cái choppy như thế này nè. Thì các bạn đánh cho nó qua con vô thì nó sẽ có một cái vòng slack, hay là gọi là một cái vòng dây á. Đó, thì các bạn đánh thì các bạn sẽ cố gắng bắt cái vòng dây đó để nó đập vô con vô. Thì đây nó sẽ như thế này. Thì đầu tiên các bạn cứ tập như thế này giống mình nè. Các bạn đánh cho con vô nó, các bạn đánh cho con vô nó đè lên cái sợi dây mà các bạn đánh á. Thì đó, nó kiểu như vậy nè. Thì nó sẽ rơi vô cái trạng thái choppy. Đó. Thì đây, giờ tôi thử cho tất cả các bạn nha. Đó, thì nó nhưng mà các bạn đánh cho nó có cái cảm giác là cái vòng dây nó sẽ đi theo cái cảm giác tay của tất cả các bạn á. Này, thì nó sẽ như thế này. Đó. Bắt cái dây nó lại. Tập đánh cái này trước nha. Bắt cái dây này lại trước. Có một cái tip nữa là khi các bạn đánh cái vòng dây vô để bắt cái sợi dây lại á, thì mấy bạn sẽ đánh cái vòng dây và sau đó cái ngón tay các bạn sẽ đi từ cái hướng bên này qua cái hướng còn lại để cái dây nó bắt vô con vô nó dễ hơn như thế các bạn. Tức là để các bạn giữ được cái vòng dây thì nó sẽ có một cái sự di chuyển nhẹ cái ngón tay, thì nó kiểu như vậy nè. Nếu như tôi làm thì tất cả các bạn xem mà đó. Thì nó từ cái phần này nó sao ta, nó sẽ hơi cảm giác của tất cả các bạn rất là nhiều, nhưng mà đại khái là nó như vậy á. Rồi, thì cách để cho tất cả các bạn làm cái trick yo-yo này nó chắc hơn thì mấy bạn hãy tập nhiều vô. Các bạn làm 10 lần liên tiếp mà nó không có bị miss hay là không có bị hụt dây á, thì tất cả các bạn tập nhiều như vậy thì cái cảm giác bắt dây của bạn sẽ rất là chắc đó, giống như kiểu như mình đang làm nè. Thì các bạn cứ làm nhiều lần liên tiếp.